Kính thưa đồng bào thân mến, ngày hôm nay Thánh Gióng cần chia sẻ cho đồng bào về một phương thức tẩy độc, tức là tẩy gan, tẩy mật, tẩy thận và tẩy đường ruột. Tức là những sạn thận cặn bã, chất độc này kia đều sẽ được tống ra ngoài hết. Và kính thưa đồng bào thân mến, sau đây phần chia sẻ đặc biệt này và chúng ta cần áp dụng cho đời sống chúng ta gấp. Bởi vì chúng ta cần được sống khỏe mạnh, tránh bệnh tật. Và đương nhiên, ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Thành thật cảm ơn. Kính mời đồng bào theo dõi. Kính thưa đồng bào, sống thì ai cũng ước ao có được sức khỏe. Bởi vì sức khỏe thì quan trọng lắm. Và đương nhiên, nếu mà phổi, thận, gan, mật và đường ruột của chúng ta nếu mà không được thông suốt, không được khỏe mạnh thì chắc chắn bản thể chúng ta sẽ rất là eo uột và khó sống và là khó nuôi. Vì thế ngày hôm nay Thánh Gióng chúng cháu cần chia sẻ cho đồng bào về một phương pháp tẩy độc vô cùng hữu ích và rất dễ làm. Đó là đồng bào cần có bưởi đỏ và dầu olive và muối lạc, Epsom salt. Đồng bào có thể mua ở những chợ tạp hóa ở tại Mỹ này, những cái phần phải nói là cần thiết, những thứ cần thiết để mà tẩy độc trong người chúng ta. Thì trước tiên là chúng ta cần uống khoảng 8 ao cranberry juice vào buổi sáng. Rồi đến chiều, khoảng 6 giờ chiều thì pha một muỗng cà phê muối lạc, Epsom salt, với 6 ao nước lọc, quậy cho đều rồi uống vào. Và nhớ là cùng ngày đó, trước đó thì sau 1 giờ trưa, khoảng 1 giờ 30 trưa là sau đó thì không được ăn nữa nhá. Tức là đầu tiên sáng sớm uống 8 ao cranberry juice và ăn trưa. Tuy nhiên đến 1 giờ 30 chiều thì không được ăn nữa. Và đến 6 giờ chiều pha một muỗng canh muối lạc là Epsom salt với 6 ao nước, quậy cho đều rồi uống vào. Rồi sau đó thì 8 giờ tối lại uống một muỗng Epsom salt và 6 ao nước lọc, quậy cho đều rồi uống vào. Rồi sau đó chờ 10 giờ tối thì pha 6 ao nước bưởi đỏ chung với 4 ao dầu olive, quậy cho đều thật đều, mix lên rồi uống trong vòng 5 phút. Làm sao là trong vòng 5 phút phải uống cho hết, hoặc là uống trong vòng 1 phút được thì càng tốt. Rồi sau đó nằm nghỉ ngơi, nằm ngửa hoặc là nằm nghiêng phía bên phải rồi ngủ rất tới sáng. Mà nhớ nằm ngửa nha. Vâng. Rồi khoảng 6 giờ sáng là kể như sổ ra tất cả những chất độc, hầu hết những chất độc trong người mình á. Nhất là mật, thận, rồi đường ruột, rồi phổi, dơ, kia rồi cái là thôi, chất độc đẩy ra hết. Kể như là đẩy ra, nó xin lỗi chắc cũng cỡ chừng 70-80% đẩy ra. Đồng bào sẽ thấy kinh hoàng khủng khiếp chất độc trong người mình ra. Nha. Rồi chắc chắn đồng bào sẽ khỏe mạnh. Sẽ mạnh hơn là những gì mà mình tưởng tượng. Tức là sẽ khỏe mạnh hơn lúc mình chưa làm. Thì 6 giờ sổ ra. Thì khi 6 giờ sổ ra đó, sau đó thì đồng bào có thể uống thêm 6 ao nước lọc và một muỗng canh muối Epsom salt. Là cái này nè.
đó. Rồi sau đó thì đi ngủ tiếp, hoặc là làm việc gì nhẹ nhẹ đó, mà tôi khuyên là nên đi ngủ tiếp. Rồi hoặc là sau đó thì uống thêm nước lọc vào đó, rồi tới 10 giờ thì ăn sáng, sinh hoạt bình thường trở lại. Thật thật cảm ơn thầy giáo quý báu của Tổng Đăng Bảo. Đây là phương pháp tẩy độc sạn mật, sạn thận và đường ruột, clean up đường ruột và đương nhiên clean up gan. Chúc quý vị khỏe mạnh, sống vui, sống mạnh và sống đẹp ý cha trời thượng đế toàn năng. Thân giống chúng tôi xin hẹn tái ngộ vào chương trình kỳ sau. Thành thật cảm ơn.